con? Con thiếu gì không hả tía? đủ rồi. Bây giờ con ha, con xuống dưới con lấy cái chén cái đũa nữa. Dạ. Lên đây ngồi ăn chung với tía luôn nha. Ê, trời ơi tía, hình như có ai lại kiếm tía nữa kìa. Rồi à. Quen lắm đó nha tía. Sự kiện nữa thì gì? Thiệt là bực mình. Chưa kịp ăn uống gì hết trơn à. Ủa, anh Vinh. À... Là nè. Là phải không? Dạ. Trời ơi, sao em lớn quá vậy? Ôi, lớn lên đẹp quá nha. Nào hả? Em ở trong nhà đó, vô đi. Ủa, Tư. Thằng Vinh hả? Con Vinh nè chú. Mày thằng Tư mới về hả con? Dạ. Chú khỏe không chú? Ừ, khỏe khỏe. Nhìn cái tướng chú là con biết khỏe rồi đó. Trời ơi, con mới đi học về hả? Dạ, con ở thành phố xuống. Sao rồi, chuyện học hành con sao rồi? Dạ... Rớt hả? Đâu có. Con đậu tốt nghiệp rồi chú Tư ơi. Cái gì? Dạ. Mày đậu rồi. Dạ. Hay quá. Dạ. Vậy là công thành danh toại rồi con hả? Dạ. Trời ơi, thiệt là tao mừng quá trời quá đất luôn á. Ừ. Nè, con dạ. Nghe là niềm tự hào cả dòng họ nhà ta đó. Dạ. Ôi, nhớ lại cái hồi tao với tía mày á, chữ mẹ đôi không biết. Từ đời cha cho tới đời ông, rồi tới đời tụi tao tới giờ hả, mày coi có biết cái chữ nghĩa là gì đâu. Dạ. Quanh năm suốt tháng cứ vần quật với mảnh ruộng không à. Chú Tư ơi, con thấy á, quê của mình á, bao đời nay nè, chỉ sống chủ yếu bằng nghề nông. Nhưng mà lại ở một cái nơi xa xôi hẻo lánh, xa trung tâm, xa mấy cái thành phố lớn á. Thành ra con thấy cái đời sống vật chất, rồi nhất là tinh thần của chú Tư, thấy nó nghèo nàn lạc hậu quá. Mình phải làm cái gì để cho quê mình khá lên chứ chú Tư ha. Vậy, tao mới nghe mấy già cán bộ á, thường hay nói vậy nè. À, chúng ta phải làm sao mà vực dậy quê mình. Phải làm sao đẩy lùi cái đói nghèo. Làm sao đẩy lùi cái lạc hậu. Làm sao thì không biết làm sao hết. Thôi, bỏ qua nè, sẵn dịp bữa nay ở đây chú ăn với tía luôn. Ăn với chú luôn. Coi như là bữa nay hả, là mừng đại tiệc ông cháu tân khoa mới về. Vậy là bữa nay là con hên quá, con có lộc ăn phải không chú? Nè, hồi sáng á, chú đi đồng. Dạ. Chú mới bắt được con cá lóc bự chán rồi. Dạ, nướng không chú? Nướng chui không chú? Thơm quá, chú Tư ơi. Cái con cá lóc này mà ở trên thành phố á, mà vô nhà hàng á, mắc tiền lắm nha, chắc mình đó chú Tư. Nhưng mà con hiểu sao, con vẫn thích là cá lóc ở đây, ở ngay dưới quê mình nè, vừa bắt ở dưới ruộng lên á, rồi bỏ vô trong lò nướng chui á, thơm hết biết hả chú Tư ha. Hay á, coi như bữa nay là gặp món mà con thích ha. Dạ. Thôi, vô với chú luôn con. À đây, đi của mày đây. Nha, à, chú đây. Ủa trời, đâu được, như đây sao đâu chú? Có được. Sao chú? Lời là. Dạ. À, tí biểu con. Nè, con ơi. Dạ. Con vô lấy cái, đây để đây cho tí. Con vô lấy cái chai. Dạ. Chai mua về tía thêm cái chai mua về đây. Dạ, con đi liền nha. Bữa nay không sai không gì nha dạ. Nè, được. Đó. Rồi, chúc mừng chú. Ừ, dạ. Vô. Vô. Ê, sao? Dạ. Tí mày khỏe không? Dạ, dạ khỏe chú. Yeah. Dạ, dạ cảm ơn chú. Con vừa về đến nhà là tía con biểu là qua đi thăm chú liền đó chứ. Dạ. Chắc chắn. Tía mày chắc mừng lắm ha. Quên, nói một cái quên. Đây. Dạ. À, chú Tư ơi. Con không có cái gì hết á. Con chỉ có chút bà quà để biếu tặng Tư. Coi mày, mày chắc về thăm được rồi còn quà cáp cái đâu gì có nữa. Gì đâu chú. À, mấy thằng bạn đi Nha Trang con gửi nó mua mấy con khô mực. Hả? Dạ. Khô mực hả? Con biết cái món này là dạ. Tư với lại ba con là khoái lắm, là hai người mà sát vô rồi nhậu là tới sáng luôn. Cái này là coi như tao với tía mày là có mồi nhậu rồi. Dạ. Để đây chú ha. Dạ, dạ. Thôi được rồi, thôi vô đi con. Dạ, vô chú. Đây. Vô. Dạ. À. Ông Trưởng áp ơi, có ông nhà ông Trưởng áp ơi. Trời ạ, ai kiếm chú rồi chú? Có vụ sự kiện nữa chứ cái gì nữa. Dạ. Chưa có kịp ăn uống gì có yên đâu. Bực mình hết chứ. Dạ, nhà ông Trưởng áp. Ủa, thím Nam Hú. Dạ. Chuyện gì mà thím la ổn tỏi ngoài đầu nhỏ vậy? Dạ, cái tánh của em là hay vô lu vô la vậy em Tư, đừng có chấp em nhanh Tư. Ủa, ông Trưởng áp đang nhậu hả? À, thưa chú ơi, để con dẹp cái này vô trong đi ha. Rồi mình lát nữa rồi mình... Sao con, không sao. Cứ để đó, cứ để. Sao? Qua tôi có chuyện gì đây? Dạ thưa anh Tư, à em qua đây trước là thăm anh Tư. Sao em có chuyện quan trọng muốn nói với anh Tư là em... Trời ơi, này xưng em tôi một sớt
Chắc có chuyện rồi. Chuyện gì thím nói đại đi. Dạ em muốn xin danh Tư là cho em được phép mở rộng kinh doanh anh Tư. Kinh doanh gì nữa? Quán nhậu. Trời, thì thím đang mở quán nhậu đó chứ. Dạ không, ý em là em muốn mở rộng ra thêm nữa đó mà, lớn thêm nữa đó. Nhưng mà em bảo đảm danh Tư nha, cái quán của em ha sẽ trở thành trung tâm văn hóa hết sảy ở ấp mình luôn anh Tư. Trời ơi, quán nhậu mà là trung tâm văn hóa. Chứ anh Tư không thấy không? Trời ơi, ở đây cả cái ấp của mình đây nè, không có chỗ nào mà đông vui nhộn nhịp bằng cái chỗ của em đâu anh Tư. Người ta tới đó nè, người ta vui chơi, người ta giải trí nè, người ta ca hát nè, rồi cái người ta rồi người ta gây lộn cái lão nè đó, rồi người ta gọi là nhậu xỉn nè, rồi người ta quậy phá nè, làm mất trật tự trị an nè, gây phiền hàng xóm nè, rồi kéo tới đây thằng rừng đi bắt tôi phân xử nè. Đủ nói thiệt cho thím nghe, một tháng 30 ngày tôi phải xử phạt hết 31 ngày đâu. Ủa cái gì kỳ vậy anh Tư? Thì ban ngày xử không đủ, tranh thủ xử thêm ban đêm, cộng lại phải 31 ngày không? Anh Tư vui quá à. Bởi vậy anh Tư mới có việc làm cho vui. Với anh nói thiệt cho anh Tư nha, cái ấp của mình nó nghe nó buồn lắm anh Tư ơi. Nếu mà không có cái quán của em, nó thiệt cho anh Tư nha, con trai chán xuống mình đó hả, tao nói nó buồn quá, cái nó ở miết ở trong nhà. Mà nó ở miết ở trong nhà rồi nha, thì cái ấp của mình nó nghe sẽ gia tăng dân số dữ lắm đó anh Tư. À phải rồi. Hay là tại vì có thêm rượu vô á, dân số càng ngày càng tăng thêm. Đó, đừng nói đâu xa xa đâu, thằng Nhàn Sáu Xịn nè, thằng Tám Mập nè, thằng Bảy Đơ nè, rồi một lô cái thằng ở trong ấp này nữa nè. Thím mới mở có 2 năm cái quán của thím thôi, mà mỗi thằng đó hả, nó thêm là 2-3 đứa con rồi. Trời ơi, thím vậy làm sao? Trời đất ơi, cái đó anh hỏi tụi nó sao anh hỏi em? Ờ, tôi hỏi thím cũng ngập dữ nè. Nhưng mà tôi hỏi thím nè, thím định mở rộng là mở rộng sao? Dạ, thưa danh Tư, trước đây em chỉ mở có ban ngày thôi à. Bây giờ em xin phép anh Tư là cho em mở luôn ban đêm. Gì như ban đêm? Quán mình điện đó mình chưa có, mở ban đêm lấy được thấy đường đâu nhậu. Anh Tư khỏi có lo cái chuyện đó đi, em tiếp thị kỹ rồi nha anh Tư. Ở trên quận, ở trên tỉnh đó, thậm chí trên thành phố luôn đó nha. Đèn đuốc người ta sáng trưng vậy đó, mà người ta cũng tắt đèn luôn. Người ta xài đèn dầu nè, đèn cây nè, người ta xài đèn binh luôn đó anh Tư. Vậy vậy vậy, ai làm gì được nè? Vậy sao mà kinh doanh làm gì được? Có đó chú, chú biết không? Ba cái quán vậy nè, tới đâu đâu có phải là ăn nhậu bình thường đâu không? Chứ tới hả? Ăn nhậu đã rồi hả, rồi còn vậy đó. Làm gì? Nó bơi hả? Không có. Uống rượu vô ha, à. Uống bia vô ha. Xong rồi có mấy em á, rồi gì đó. Quyên hả? Thôi thôi thôi, tao hiểu rồi. Tao hiểu rồi, không được, không được. Không được, tôi cấm. Tôi cấm tiệt, anh nghe chưa? Trời ơi, thiếu năm ơi, thiếu có biết là thiếu già rồi chứ? Chớp chớp nữa, mỏi mắt con lắm. Trời ơi, sao em chớp mắt em mà anh Tư mỏi mắt anh Tư là sao? Thì tôi nhìn thím. Anh nhìn em hả? Vậy mà anh chê em già. Ừ, phải rồi. Không có già bằng tôi đâu, nhưng mà cũng không còn trẻ trung gì nữa. Thím à, nếu mà chú Năm á không mất sớm á, thì bây giờ thím đã có cháu nội cháu ngoại đầy đàn rồi. Đây, bây giờ mở quán đèn binh. Chú, gì? Đèn pin. Tao nói binh là binh hả? Trời ơi, anh Tư hiểu lầm em rồi. Bây giờ mình phải mở rộng kinh doanh để ít nước lợi nhà chứ. Không dám ít nước lợi nhà đâu. Lợi nhà thím mà hại nhà người ta thì có. Tôi nói rồi nghe, ba cái vụ mà nhậu nhẹt quậy phá là mất trật tự an ninh hả, là ấp không có khuyến khích. Vậy chứ tôi mà hỏi anh, bây giờ có nhà nước nào cấm người ta nấu rượu bán rượu không chứ? Thì tôi nói cho thím là Nhìn nha. Mày học ở thành phố gì á nha, mày có chữ có nghĩa nha, mày có nghe nói rằng là cái điều luật của mình á có cái luật nào mà cấm cái vụ này không? Cấm nấu rượu hả chú? Ừ. Dạ hình như là không có. À, thấy không? Chết cha. Không lẽ luật pháp mình còn nhiều sơ hở sao? Dạ không, nhưng mà con nghĩ là tại vì không, nhưng mà không có nghĩ gì hết trời. Tụi nó không được là không được. Trời ơi, cái thời Tây á hả? Cái tụi nhà Đoan hả là nó cấm ngặt cái vụ nấu rượu này lắm. Nó coi ngang với cái vụ buôn bán thuốc phiện á. Trời ơi, tự nhiên cho anh em nước nhà mình so sánh với cái bọn đế quốc Thái Lan. Thuốc phiện nè, với ma túy nè mới là độc hại. Còn cái uống rượu này có cái gì độc hại đâu. Mà giờ tôi hỏi anh nè, nếu trong ba cái
Tiến nói gì vậy hả? Tại gia tôi uống rau ngoài quán, uống rồi quậy phá. Quậy thì cũng phải tùy người chứ, ai uống rượu vô cũng quậy hết trơn sao? Đó, Hiếu cũng công nhận là có phải không? Bởi vậy cho nên là chính quyền ấp không công nhận, không khuyến khích gọi là Thiếm mở rộng quán của mình. Anh Tư à, anh làm khó em chi vậy anh Tư? Tôi không làm khó ai hết, nhưng mà tệ nạn phải bài trừ. Thôi ơi, rượu thì nấu tràn lan, còn nhậu nhẹt hả thì phát triển như là bệnh dịch vậy á. Đã vậy còn đem ba cái trò trị lặng trong quán vậy, không được, dứt khoát là không được. Nhưng mà anh có thấy ai trị lạc chưa mà anh nói vậy? Chưa, nhưng mà thế nào cũng có à. Thôi, chừng nào có hả hay. Thôi giờ em về. Trưa nay em mời anh qua dự cái quán khai trương của em nha. Ủa, khai trương gì nữa? Khai trương quán nhậu đó. Tôi chưa cho phép mà. Anh chưa cho phép nhưng mà em đã mở rồi. Với lại em thấy đâu có làm gì sai đâu. Bây giờ em mở rộng kinh doanh ít nước lợi nhà chứ bộ. Thôi anh về. Nè chú chú. Dạ. Lát trưa chú có rảnh đó. Dạ. Chú qua bên tôi dựng quán khai trương nhìn tôi nha. Tiếp mời con nữa hả? Rồi luôn. Rồi con sẽ qua. Dạ. Em nhớ nhớ nha. Dạ. Thôi em về nha anh Tư. À, chú Tư nha, chú Tư cũng ghê lắm nha. Con thấy hả, bà kết mua đen chú rồi đó. Kết gì kết mày, con mẹ năm hú thì lì hết biết luôn. Được rồi, để trưa nay á, dạ, chú cháu mình qua bển con mẹ làm sao. Dạ. Không, mất thì giờ dạ, quá. Thôi vô đi chú. À, nãy giờ chưa được miếng nào hết trơn hết trời. Nè, vô con. Vô. Vô nha. À, vô. À, thiệt á, tao nói thiệt mày nha. Chưa ăn uống gì trơn, sáng giờ chú uống ly nào hết trơn, mình nội xử ba vụ này cũng đủ nhức đầu rồi. Dạ. Ê mà chú, như chú ơi, dạ, rồi những cái vụ mà nghiêm trọng hơn á, rồi chú xử sao chú? Tưởng gì, chuyện còn động trời hơn hả, tao xử luôn. Dạ, dạ. Con thấy chú vậy là chú hay lắm á. Ừ. Chú xử kiện giống như là hồi xưa mà người ta quan huyện người ta xử vậy đó. Đâu có mày, tao xử giống như Gia Bảo Công á. Dạ. Bao công ra chứ. Ừ. Bao công ở trong phim ra chứ. Chứ gì nữa. Mày biết không, mỗi lần thằng Hai Bảnh á, dạ, mà nó kéo cái máy đèn về nó chạy để mà nó phát cái phim video á. Dạ. Trời ơi mày coi. Bà con hàng xóm tao bu tao coi đông dày mày ơi. Mày nhất là nó chiếu cái phim cha bao công á. Dạ. Coi đã nha. Dạ. Sự đâu ra đó. Dạ. Một là một. Dạ. Hai là hai. Nó có sách mách có chứng nghe. Dạ. Đã. Mà con thấy chú cũng giống bao công á. Tao mới để đâu vậy nè. Dạ, dạ. Bằng trả đâu. Dạ. Mà chú chú là bao công phải không? Hả? Nhưng mà rồi còn ở đây có Triển Chiêu không chú? Triển Đại Hiệp á hả? Triển Hậu Vệ đó chú. Trời ơi. Nè. Có sao không chú? Đã. Con nói chú đồ chú làm bao công thôi, khỏi có làm Triển Hậu Vệ đi. Có sao chú? Không sao, tại hồi nhỏ tao có học miếng nghề. Dạ. Cho nên mấy đứa mà quậy quở mày. Dạ. Tao xử nó luôn. Dạ. À, làm sao mà nó chịu nổi tao. Dạ. Bao công nè, Triển Hồ Vệ nè. Ý, chú. Dạ. Còn Công Tôn Tiên Sinh nữa chú, có không chú? Công Tôn Sách đó. Công Tôn Sách đó. Đâu có Công Tôn Sách đâu. Dạ. Có Công Tôn Là không à. Ủa Công Tôn Là sao? Út Là ơi. Dạ. Dạ đây con. Dạ, xin đi con. Nó nè. Tao đâu đọc thông chữ nghĩa ở đâu, phải nhờ nó thôi. Tao hai không biết á, chứ nhiều vụ á, tía em nè, phải xử án nè, chủ giống ý như là bao công vậy á. Anh biết rồi, ba em nói hả, em là gì, thư ký phiên tòa là Công Tôn Sách á. Dạ đâu có đâu, thỉnh thoảng á, em phải phụ ba em nè, ghi tên những người kiện nè, chứ ba em hả, toàn xử bằng miệng không á nha. Cha mày, tao đọc chữ nghĩa không thông, nhưng mà tao thuộc lòng cái bản hương ước. Dạ. Mà coi, giả cái tâm mình nó sáng. Dạ. Mình xử theo đạo lý ở đời đâu có trật đâu. Dạ đúng rồi chú, con nghĩ hả, ăn thua là cái tâm mình nó trong sáng, điều đó là quan trọng nhất đó chú. Ừ. Dạ. Thôi vô đi chú. Vô mày. Dạ, vô. Thầy ơi, tôi lên đây. Tôi coi nhà anh chúng tôi ơi. Bà ông hả? Ông ơi. Ăn không nữa là có chịu đâu hả?
gì mày khóc như cha chết mẹ chết vậy? Khẩn cấp. Gì khẩn cấp? Chết rồi. Có người chết hả? Ai chết rồi? Ai chết đâu? Chết hồi nào hả? Lúc chết có ai chứng kiến không hả? Bao nhiêu người chết? Xác chết để đâu? Dạ xác chết nào? Chứ mày vừa mới báo có người chết. Chú sao sơn xác quá? Sao mày mắng tao? Dạ không có, ý con nói là chú lẹ quá. Ý con qua đây là con báo án cái chuyện khác. Trời ơi mày thiệt, ăn nói dòng do hả mày? Dạ. Có chuyện gì nói đại đi. Dạ mất tích tập thể. Hả? Mày nói cái gì? Mất tích tập thể. Trời ơi con lạ ra, lấy sổ sách ghi giùm tiếp con. Dạ ghi giùm dạ. Con đi con. Vụ này lớn rồi nghe. Dạ. Còn nhớ giùm chú luôn nghe. Dạ, dạ. Mày nói mất tích tập thể phải không? Dạ. Bao nhiêu người, ở đâu? Dạ, vợ con. Vợ mày, dạ. Đi vô. Vợ thằng cắm mập, con hai khô, mất hết. Khoan. Sao có mình vợ mày mà nói mất tích tập thể? Dạ không, ngoài nó ra còn bốn đứa con của con. Thằng Rùa, con Răng, thằng Lương, con Ếch. Chết rồi, ghi vô con ơi. Vợ thằng cắm mập, con hai khô, với bốn đứa con, Rùa, Răng, Lương, Ếch. Cho con bổ sung, chừa lại có một em thôi, em Trần Hiếu. Còn một con Trần Hiếu không? Ê bà Trung, không con, trời ơi. Ôi mày làm tao rối tung nước mù lên hả? À. Vậy mà cũng nói là mất tích tập thể. Tao mệt mày qua đi. Thiền sáng giờ rối tung nó bụi giờ gặp mày nữa. Sao mày không nghĩ là vợ con mày đi đâu đó? Hay là nó đi ăn dỗ đâu đó? Dạ không có chuyện đó chú ơi. Bởi vì cả cái xã này mà cả cái ấp này luôn, nhà ai mà có dỗ quải là con vô sổ hết. Mà con nhớ là trong cái tháng này là không có nhà nào dỗ quải hết. Cho nên con chắc chắn với chú là nó mất tích cá bao nhiêu con cũng cá đó. Thôi mày, vợ con mà mất tích cũng đem ra cá độ được rồi. Phải rồi, mày cao thủ ăn nhậu mà. Ở trong ấp này nhà nào có dỗ quẩy mày không biết. Nhưng mà nó đi ăn dỗ, vậy thì là hay lại bên nhà má vợ mày? Cái chuyện nó lại càng không thể có được. Hay. Bị vừa rồi nó cãi một trận tưng bừng khói lửa luôn. Con chửi không còn manh giác. Mày có chửi không? Dạ có. Mày chửi à? Chửi bà già vợ. Trời mưa đừng ra đường nghe con. Ủa sao vậy chú? Trời đánh mày á. Mà không được mất lo. Dạ gì đâu không. Dạ bởi vậy qua cái vụ đó đó, nó căng thẳng quá cho nên bà già vợ bà cấm cửa. Bà không có cho cái hộ khẩu con nhập vô nhà, bà không cho vô nhà luôn. Vậy nó đi đâu? Theo mày nó đi đâu? Chú hỏi cắt cớ quá. Không biết con tới đây con hỏi chú làm gì. Ủa có nhậu hả? Nói gì? Chú ơi, đi sáng giờ đầu óc nó lù mù quá. Cho con xin ly cho nó tỉnh trí lại đi chú. Thôi mày, các nước tao kêu lại vô muốn cướp mưa chú. Trời ơi chú không thương thằng cháu của chú. Tình làm nghĩa xóm mà. Xin một ly thôi cho nó tỉnh trí. Sao chú? Thấy rượu là mắt. Ảm dùng. Trời ơi sao mày đưa nó cho tao? Trời ơi! Tám! Dạ? Mày mang cái dép lên luôn đi, chỗ tao ngủ đó. Xin lỗi. Quá lắm mày thằng. Một ly một thôi, không có ly thứ hai. Mày xuống mày. Sao? Xuống mày. Ủa, chưa uống mà bị đá luôn. Quá lắm rồi. Có vậy thôi, đưa con mày cho tao ẩm nè. Ẩm đi. Sao vậy? Ủa, tao biết rót cho mày sao? Mệt quá. Trời ơi, có cái lòng đờn không mà uống cái gì. Chú thương con mà. Cho nó chan chứa vào. Chan chứa đó. Dạ, cảm ơn chú. Bồng. Trời ơi, kẹt cái tay sao uống. Trời ơi, con nó quăng qua quăng lại vậy có được không? Trời ơi, con nhỏ không mà. Chưa đã rồi. Lùn mù nó chưa có tỉnh trí, nó làm sao á. Xin ly nữa. Mày nhanh đi. Dạ. Ẩm con mày đây nè. Dạ. 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 Biết. Chăm chứ. Còn khóc nữa con. Ờ. Còn nghe. Con mời. Ủa nãy giờ. Mày xin lỗi huynh đài à. Huynh đài cao danh quý tánh là cái gì ha? À tôi là Vinh. À, cháu ruột của chú Tươi đây nè. À. Tôi mới giờ từ thành phố xuống. Người thành phố. Rồi mừng sơ ngộ. Rồi anh cứ tự nhiên đi mời anh. Hỏi khách sáo. Rồi. Con kệ nó con. Con chào nó hơi nữa.
cá lóc nướng chui này là hết sảy nha chú. Nhậu như cái này nha chú mà nó bắt lắm á. Nhất là cái... Cho con xin một cuốn một thôi. Mày làm gì mày làm lẹ lẹ đi. Mày muốn ăn thì ăn đại đi. Dạ, cảm ơn. Mày hỏi chú. Cái gì nữa? Dạ. Ê, tám. Hả? Tám cái ruột cá. À, thì cái ruột cá. Cái ruột cá tám. Phải ăn trước, cái ruột nó dễ ôi lắm. Trời ơi, sao? Nó đắng đắng, nó tăng tăng. Có đắng là phải có cay, nó biết nếm được đủ cái mùi đời. Thằng này nó thấy là nó lậm vô thôi. Thôi con, thôi đừng sống nữa con. Con có đói bụng không vậy? Con bỏ đố con nhỏ, con chịu được không? Mày không cho nó ăn thì sao tắm? Cho nó ăn là khế đi, cho nó ăn khế. Trời ơi, trời, thôi được rồi mày. Mày nha, mày xương xương thôi nha. Dạ. Vừa vừa thôi còn đi kiếm vợ con mày về đó. Dạ. Đây mà nhầm nhò với chú. Thôi con cũng đem cho bánh con ăn nha. Đại là lấy khăn lau mặt em. Người thành phố, mời mời, xin mời ngồi đây. Chào. Nói thiệt các bạn nghe, bạn ra trên thành phố bạn chưa có biết được cái món này đâu. Yeah. Cái món này dân quê tụi ăn là ăn nhưng mà phải biết thưởng thức của nó. Yeah. Trước tiên á, mình ăn nó là mình phải lót nền. Lót nền bằng cái gì? Bằng bánh tráng. À, cái này đụng bỏ nè. Đây cái này nè. Thấy không? Sau đó mình mới trang trí lên, mình trang trí lên. Đó. Cái nè. Tía tô. Khế. À, hai cha. À, phải có cái này nha. Chú chát nè. Ăn chua nó mới tăng tăng cuốn họng á. Rồi bây giờ tới xử nó nè. Mà cái con này bị lắm. Mình ăn nó, mình sắn cái miếng đầu tiên là mình phải sắn cái cục bự. À, thôi khỏi chủ đó, trời ơi, sắn cái tay nó lẹ là má. Quá hợp. Cỡ này nó mới được nè, nè, để vô. À, lại. Mà cái này kỳ lắm nha bạn. Cái này cuốn phải cuốn chặt tay nha. Cuốn mà lỏng tay là ăn luôn nó bị chảy. Cuốn bự quá, rồi sao mà trời ơi, cắn một phát ngập trên răng. Vui quá. Rồi mới chấm vô nước mắm nè. À, cho nó ngấm lâu lâu đó. Để cái tay hứng không thôi nó dột. À, đó, để vô cái cọc đặt. À. Sao? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Dội cái ốc. Có mùi chua chát. Quá đã. Tôi hỏi thiệt anh nha. Chào. Từ nãy giờ đi ngồi đi ăn nhậu rồi anh có nghĩ gì đến vợ của anh không? Nó làm bồn nhậu không có ngon bằng vậy. Không. Ý của tôi hỏi á là khi mà vợ anh mất tích á, anh có lo lắng gì cho vợ của anh không? Lo không lo. Lo dữ lắm chứ bộ. Tôi lo là không có ai nhà nấu cơm tôi ăn. Trời ơi. Với lại không có ai mà coi sóc với con Trần Thiêu. Để tôi có thời giờ tôi đi gặp mấy chiến hữu. À, hồi nãy anh nói là hình như là anh có tới 5 đứa con phải không? Ờ. Thằng Đùa, con Rắn, thằng Lương, con Ếch, con Trần Hiêu, 5 đứa. Cái gì? Ủa là sao? Đồ nhậu ông nội. Là tên của mấy con anh đặt tên. Ờ. Đứa bữa nào mà nhậu cái món nào về lòi ra cái đứa đó. Con có dễ nhớ không? Thiệt là hết biết. Chưa các bạn. Rồi bây giờ coi như là rồi. Vô. Vô. 5 đứa con. Ừ. Mà mất tích hết coi như là 4 đứa rồi. Ừ. Còn có mỗi 1 đứa thôi. Ừ. Nhưng mà anh có hỏi, anh có nghĩ là tại sao mà tụi nó mất tích vậy không? Sáng giờ quýnh bắt đầu có nghĩ ra kịp đâu. Phải vô nó cho nó nóng máy nó mới nghĩ ra được. Vô. Nóng máy hả? Coi chừng là anh chết máy luôn đó. Trời ơi, nhiêu đây mà nhầm nhò gì. Không là cái tin nữa đó. Đây, rửa tay vào con nha. Con ăn bánh nha, ăn đi, ra đây, vào đây nha, con ăn bánh đi, con ăn bánh nha, nếu mà con còn đói nữa thì ông lấy con ăn thêm nghe không nghe. Ờ, giỏi con. Ăn đi con, ăn đi. Sao ông hỏi nè, tối con ngủ với ai vậy? Tối con ngủ với mẹ con. Ủa rồi mấy anh mấy chị con ngủ với ai? Ngủ với mẹ con luôn. Ủa không đứa nào ngủ với ba con hả? Thằng này thiệt là nhậu nhẹt suốt ngày. Rồi khi ba con về đó,
Còn thấy bà má cậu có nói chuyện với nhau không? Có, gây quá trời luôn. Gây lộn hả? Ừ, gây làm sao? Con má con nói làm sao? Ba còn bí nhất thay. Tối ngày con lo ăn nhậu nhẹ mặc ú à. Má con lại ốm như con khô. Nó nói đúng quá đi chứ. Rồi ba con nói làm sao? Ba mới nhẹ đánh má con. Cái gì? Ba con đánh má con hả? Trời ơi, có đánh không? Trời ơi, con giỏi quá ha. Con biết làm trọng tài đúng lúc vậy là giỏi lắm. Rồi sao nữa con? Sau đó ba con ảnh lên ghế ngủ luôn. Vậy hả? Hồi sáng con thức dậy con có thấy anh chị con đâu không? Dạ không. Không đó thấy quá trời luôn. Tội nghiệp không? Con đốt rồi. Vậy là ông phá án được rồi. Tám mập à? Đi vô đây với ông con. Tám mập à? Tao biết hết trơn rồi nghe. Ủa bị sao vậy? Bị sao? Có sao anh? Trọng thiêu. Trọng thiêu. Vuốt ba cái. Một, hai, ba. Cái gì vậy? Trôi rồi. Chú này ác vô cùng. Sao mày mắng tao? Làm cá thì làm ơn con lặt xương đi. Để người ta ăn thùng vô một phát cái nó nghẹn cục xương á. Trời ơi, mày ăn trực mày còn cử tao nữa. Kỳ cục. Mà mày kêu nó vuốt chi vậy? Thì nó đẻ ngang nó mới vuốt trâu còn chú. Ủa mày trâu chưa? Chứ trâu rồi. Mày vuốt giùm cho. Tắt trộm! Tắt! Làm gì? Trời ơi! Tao còn cái lu nước mưa đó đó. Trời ơi! Nó rửa tay ở trong đó rồi. Có được không hả? Đâu có, tại vì thấy không có cái gào. Thằng khiếp! Tao chịu thua mày luôn. Mày... Tao đá mày một cái bây giờ á. Mày nói chưa? Con... Dạ con đội ơn ông Thiên đã phù hộ cho con được vạn sự như ý. Mày nói chưa vậy? Dạ cũng đỡ rồi chú. Nửa cái này nửa cái kia trộn vô cái nó cũng vững bụng rồi. Nửa cái gì? Thì nửa con lắp với nửa cái đế. Trời! Trời ơi! Quay qua quay lại có nó làm hết phần nửa cũng muốn đồ nhỏ con tao rồi nè. Sao nãy giờ con đang canh chừng nó? Con nhớ chú rồi con mới chừa lại đó. Xong chưa? Rồi cảm ơn chú, con đi nghe chú. Mày đâu vậy? Dạ con đi kiếm vợ con. Con mày đây làm sao? Trời ơi, Tràng Hiếu. Con ở lại với ông Tư nha con. Má, ê, đã mày. Khi nào con ba kiếm được mẹ về thì ba sẽ đến đây thỉnh con về. Chờ chia tay bệnh tình, giữ giùm Tràng Hiếu. Ba đi nghe Hà Nhi. Tám à? Tám. Trời ơi trời ơi. Sao đứa nhỏ vậy giờ sao chú? Trời ơi giờ nó bắt tao thêm kim thêm nghề dưỡng trẻ nữa nè. Trời ơi trời. 88. Sự giao lưu giao tế nè, nào là sự thắt chặt tình làng nghĩa xóm nè, nào là cái sự đói rã cũng hỏng ra, cái sự mà con cái nó dốt nát bệnh hoạn không nói luôn, cái sự
Thật rồi. Lại cái bài ca muôn thỏ đó rồi. Bài ca con cá. Bây giờ bà ca đi, bà ca đi, bà ráng bà ca đi. Bà ca rồi mai mốt á, lên trạm xá. Trảnh làm gì Trảnh á? Thăm thai với chi? Thôi nha, không có dở cái kiểu đó, là quỷ vật ông à. Mà tôi nghi kỳ là bà có lắm nha. Có gì? Mình á, thì có ba đứa này nè. Mừng nè, vui nè, lắm nè ha. Kỳ này mà ra đứa nữa đặt tên rồi ha. Mừng vui lắm rồi đó. Mai đẻ nữa lắm hả? Đẻ nữa là cặp đất ăn hay gì à? Bây giờ ông ngồi đó nghe tôi hỏi nè, sáng giờ ông đi đâu? Ông làm cái gì? Thì tôi đi làm việc nghĩa. Việc nghĩa là việc gì? Thì tiếp tay truy tìm nạn nhân mất tích trong xóm mình. Bắt cóc? Trời đất ơi! Bắt ai vậy? Vợ thằng Tám Mập. Vợ thằng Tám Mập? Ừ. Mẹ ơi sao tội nghiệp quá vậy ta? Ai bắt? Nếu mà biết tôi đi tìm chi, mà biết không từ sáng đến giờ nha. Tôi đi biết bao nhiêu con đường nè, đường lớn cũng có, đường nhỏ cũng có, đường đất đỏ cũng có. Thậm chí lội xuống ruộng tôi cũng lội nữa. Đi bây giờ về mệt quá trời quá đất luôn mà thấy không? Tôi biết rồi, ông mà mệt vì cái chuyện đó thì tôi không có nói gì hết trơn á. Nhưng mà có tìm ra manh mối gì chưa ông? Mịt mù, bóng chim tâm cá. Thương bạn quá, bà ơi. Thương tâm mập lắm hả anh? Buồn lắm rồi. Biết là ông thương anh Tám, anh với anh Tám là tình như thủ túc, nghĩa đại huynh gì đó. Đúng rồi. Tình như thủ túc, nghĩa tợ kim bằng. Trời ơi, bây giờ biết làm sao cho hết buồn nữa mà. Tôi không biết làm sao để hết buồn nữa mà. Thì để chừng nào kiếm được rồi hết buồn, kiếm gì đâu lo. Từ từ cái gì, chừng nào là chừng nào. Bây giờ bằng cách nào để làm tôi hết buồn đây nè. Cái điều quan trọng nhất là để cho tôi hết buồn á. Từ từ. Đúng rồi, tôi có cách rồi. Cách gì? Bà đi kiếm cho tôi. Tôi là bà con gái biết gì kiếm. Thì bà kiếm cho tôi một xị rượu và một dĩa mồi. Đúng rồi, là hết buồn liền à. Bảo đảm luôn. Rồi được rồi, đúng rồi đó. Vợ nói là phải nghe là đúng rồi đó. Rồi đi kiếm nha. Nhớ nha, rượu phải loại một ha. Còn mồi phải cho bắt nha, nhậu nó mới ngon ha. Coi dẹp đi, coi nhà dọn dẹp nhà cửa phụ tôi đi kiếm mấy đứa nhỏ về. Không chừng giờ cái đám con bị bắt cóc hết trơn rồi cho ông biết, ở đó là nhậu. Đúng là đàn bà khó dụ mà. Đúng là cái thứ đàn bà không có biết nghe lời chồng mà. Nhìn cái mặt là bực mình, nhìn cái mặt. Tám Mập. Đại ca mày nè. Trời ơi, sao không đi ngõ trước, đi chi ngã sao? Hả? Cho nó chắc ăn mày ơi. Trời ơi, ra ngõ trước. Trời ơi, cái gì đó mà chui giống con chuột quá. Ra ngõ trước. Vô đây. Thôi. Gì? Má mày có nhà không? Má tao chết rồi. Má non đó ông nội. Má non. Ờ. Vợ tao. Ờ. Mới đi rồi. Đi rồi phải không? Ừ. Rồi, đi vô. Vô vô. Trời ơi, bạn. Vô. Bạn bè. Vô. Mời vô. Đây. Phù hộ cho con tới nhà thằng Bãi Đô. Được vạn sự như ý. Nhà mày dòm gì không có vách gì. Mặt tiền mà không có vách mày. Kệ. Miễn tình nghĩa là được rồi ha. Cần gì đó. Ngồi đây nha. Ha. Nè. Hôm nay đi đâu đây? Đi kiếm vợ tao. Vợ mày đâu có đây đâu mà kiếm. Thì tao biết nó không tới đây thì tao mới kiếm. Là kiếm mày đó. Kiếm tao. Kiếm mày để anh em mình tâm sự những lúc tao đang buồn. Ờ đúng rồi, anh em mình tâm sự. Ờ có gì nói đi. Mày thương tao không tại đơn. Thương sao không thương? Anh em mình nó từng ngủ bờ ngủ bụi nè. Rồi say xỉn bị vợ đuổi. Phải đi bụi đời nữa mà. Thấy không? Thương chứ sao không thương. Mày thấy cái hoàn cảnh của tao, mày có thấy buồn không? Hỏi kỳ quá. Nếu không buồn sao tao tội gì tao đi là lội rã cái giò luôn nè. Từ ấp 1 qua ấp 2, tới ấp 3, tới ấp 4. Vì thương mày á hả, mấy núi tao cũng qua, mấy sông tao cũng lội, mấy đèo tao cũng leo, mấy nhà tao không dám trèo. Sao không dám trèo? Sợ té lắm. Mày cái chuyện về tiền không. Tao nói với mày nghe, cái hành trình mà tao đi kiếm vợ tao nó tuân chiên lắm mày ơi. Nó sao? Mới sáng sớm á, cái tao tạt qua nhà chú tư trưởng ấp á. Ừ. Ông gặp tao, ông mới động viên tao liền.
Động viên mày cái gì? Ông nói cái gì? Ông không nói mà ông hành động mày ơi. Ông hành động? Nửa con cá lóc với nửa lít. Nghe cái thèm liền à. Tại sao nữa? Thì xong cái vụ đó đó, tao mới tạt qua nhà 10 ly. Nó chia buồn cho tao đủ 1 ly luôn. 1 ly luôn? Ừ. Xong cái tao ghé qua nhà sáu xình đó. Rồi nó cũng chia buồn với tao thêm 2 xị nữa. Trời. Kỳ cục thiệt nha. Tao thấy mày kiếm vợ cũng sướng thiệt á. Toàn là chọn những chỗ ăn nhậu không à. Sướng thiệt. Ê, mày đừng có nói cái tiếng nhậu ở đây mày. Mày nói cái tiếng nhậu tức là mày làm giảm uy tín anh em mình. Tao tới những cái chỗ đó là tao tìm một cái nguồn động viên, một cái nguồn an ủi của các bạn bè, các chiến hữu đó. Xong những cái chỗ đó bây giờ tao mới tới, tao thăm viếng cái tư gia của mày. Ý mày tới đây là để tao chia buồn với mày chứ gì phải không? Rồi đấy được, vậy thôi bây giờ mình đi. Đi đâu? Đi qua quán bà Năm Hú. Đi liền linh quá, khoan. Sao? Đi rồi à. Còn cái vụ vợ mày sao? Thì khi nào tao hết buồn là tao đi kiếm nó. Hết buồn đi kiếm à. Vậy mới là đại huynh của mình chứ. Khoan. Gì nữa đây? Nè, quán bà Năm Hú ha à. Kỳ này có đặc sản đặc biệt luôn. Mồi con gì? Con gái. Giỡn mày. Mồi con gái mày có nói thiệt không? Trời ơi thiệt mà. Này nha. Cháu có bà ở thành phố mới xuống à. Trời ơi con nhỏ đẹp lắm mày ơi. Đẹp sao? Mắt thì xanh le à. Má thì hồng à. Môi thì đỏ chói. Giống chắc kè á hả? Trời ơi đẹp mắt đẹp lắm. Với lại như này quan trọng nhất là biết gì không? Là cô kia má đỏ hồng, cổ chữa có chồng mình dễ làm quen. Ủa nó không có chồng mà nó có chữa hả? Bảy. Vậy là bảy. Chữa đây có nghĩa là chưa, tại trong thơ á phải chữa à. Ăn chồng. Có nghĩa là chữa có chồng là chưa có chồng. Đúng rồi, chưa có chồng. Vậy là phải nói là nay thành phố viếng đồng quê. Đúng rồi. Mày yên tâm đi. Có tám mập này tới đó, cần tới bến là anh mày cho tới bến luôn. Đúng rồi. Đi liền. Mỗi thằng
ôm một sợi. À, à, rồi thì năm hôm ơi cho ba sợi rồi rồi. Rồi. Con bưng mấy vô cho chị nó thấy mặt mình chút đi. Sao vậy? Mấy ông xỉn cái nắm tay nắm chân không có không nắm tay nắm chân không bóc miếng thịt nào đâu mà sợ vậy? Ôi, nói kỳ quá. Trời ơi con ơi, buôn bán là phải ngọt dữ với người ta chứ. Con vậy mà gì mà trời ơi, tao già rồi bắt tao ngọt sao được, kỳ ghê vậy đó. Bữa nay ông sai không về, tao cũng không sai không về. Còn tao hả? Sai thì tao cũng không về luôn. Mày không về mày ở đây chơi mày. Ở đây gì vậy? Ở đây tâm sự với em Ngọc. Ê ê, mày chơi đầu cha hả mày? Mày nên nhớ Ngọc là Ngọc của chung. Đâu đâu đâu. Chứ đâu phải của riêng mày. Đã. Ngọc á, mà nếu khoái ta thì tao có quyền tao giết chứ lẽ. Cái này là mày tầm bậy hả mày? Mày đúng là cái thằng ăn cắp của công. Đúng rồi. Mày đáng bị trừng phạt. Đã. Ghê vậy, ghê vậy. Mày nhớ hồi nãy ba anh em mình giao kết cái gì không? Nhớ rồi. Hôm nay chúng ta ăn mừng vợ thằng Tám Mập mất tích. Bảy nữa. Cái này là chia buồn với Tám Mập. Chia buồn quên. Ông trời. Cha cái kỳ quá. Cha đang nhậu mà nó tự nhiên chỗ không người. Nhưng mà ở đây mình vui quá. Giống như mình ăn mừng vậy ha. Vui quá. Thôi bây giờ tao cũng tạm chấp nhận ý kiến của tụi bay. Nhưng mà có điều quan trọng tao muốn nói là vấn đề của em Ngọc, thấy không? Ba anh em mình giao kết thì chỉ được nhìn em Ngọc để uống thôi. Thì đúng rồi. Thì tao chỉ nhìn thôi chứ tao có vờ quạng gì đâu. Nhưng mà mày nhìn nhiều hơn tụi tao. Mày nhìn bạo hơn tụi tao luôn. Đúng rồi. Con mắt mày dòm kỳ lắm. Con mắt mày dòm nó đỏ ngầu mà dòm thấy nó tục lắm. Nó kém văn hóa. Thôi đi nha mấy cha. Mấy cha vừa phải nha mấy cha. Mấy cha thấy em Ngọc khoái tôi rồi mấy cha bắt đầu mấy cha ghen hả? À, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mày nói mày thấy em Ngọc khoái mày không? Hồi nãy mày nghe tao ca không? Cái em Ngọc ở trong đó, cứ vừa tao cười hoài à. Mày biết sao cười không? Sao? Bị mày ca vợ quá. Trúng mắt luôn. Ca vợ có người cười. Vợ thì chịu vợ với mày đặt quà. Nhưng mà tao mặt tao hỏi mày cái này nha. Cái vụ á, vợ mày á, có phải mất tích thiệt không? Mất tích thì mày ơi. Vậy là bị bắt cóc hả? Ai ngu hả bắt? Trời ơi, người nó như con khô hó vậy đó. Bắt về đặng nuôi cơm đặng sập nhà. Được. Tao hỏi mày. Tao là có tân nam nhi. Tao uống rượu về, tao cần có sự yên tĩnh. Mà nó cứ rỉ rả rì rè kỳ chiếc bên cái lỗ tai. Thì thằng anh mày phải quậy lên chứ. Đúng. Quậy lên là nó chịu không nổi nó mới bỏ đi. Mà nó bỏ đi thì tao mới có thời giờ tao ngồi chung với tụi bay là chiến đấu với tụi bay. Hay quá. Hay quá. Cứ lưỡng điện. Hát rượu ra, kiếm rượu ra, kiếm rượu ra. Ê, em ơi. Thú ơi, đang rượu ở đây. Đang rượu ra để em kêu mấy sĩ rượu lâu quá vậy. Bố sợ tụi nè. Hôm nay vui quá, mày đi để cho nhiều vô mới được. Đang ngon táo đèn nè. Giờ đợi hoài. Nè, cậu nhắm nè, cậu bay nhắm trước đi nha. Cái gì vậy? Cái này hả, khô rắn nè. Còn cái này á là gỏi ớt nè, rau. Đem vô. Sao vậy? Đem vô không ăn. Sao kỳ vậy? Này cái gì đây? Khô rắn. Cái này. Ớt. Không ăn đâu. Sao mày không ăn, kia không ăn? Thịt con tôi ai dám ăn? Cái gì thịt con mày? Rùa rắn lương ớt thì nó đó. Ây. Ăn nữa là đẻ nữa là sao? Đem vô. Bây giờ là chỉ có uống và ngó thôi. Được. Uống thôi. Ngó thôi hả? Mẹ giờ ngó đi, ngó cho đã đi. Không dám ngó bà đâu. Ngó bà đang cho chó ăn chè hả? Vậy đó là kể như mày bị loại rồi nghe. Sao sền? Dạ. Sao? Trời ơi, dì Năm ơi, mấy món đặc sản này ai lại không khoái gì đâu. Nhưng mà tôi chỉ kỵ thịt con gì nó nhiều chân và con gì nó không chân. Nhưng mà tôi chỉ khoái con hai chân thôi. Ê, cái bạn này sao bóc cái màu xin miếng hả? Có cái con hai chân mày khoái không? Khoái chứ. Biết ở đâu không? Đâu? Con hai chân nè. Trời đất, cái tao mập cái mông lên đầu mày. Xin lỗi, bị nó khoái con hai chân. Thôi. Thằng này kể như bị loại luôn. Rồi, kể tao mày bị loại. Còn bảy xình mày sao? Ê, thằng bảy đeo mày sao? Con cái gì đâu? Dì Năm đưa món nào
là con thưởng thức món đó. Mày nói nha. Chọc bà bà bà. Cứ để đây à, nhưng mà có chút xíu nữa nha. Dạ. Em rượu ra nha dì Năm. Ừ. Dì Năm nó kêu em Ngọc đem ra uống nó mới sung. Hay 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 hay. Chứ có gì đâu. Ý kiến rất hay. Hay á. Dạ. Đây là kể nhưng mày vô vòng rồi. Đó, vô vòng rồi. Thế là mời. Dạ. Tụi bay uống một chút giờ bao nhiêu rồi. Dạ. Đừng có quậy quá. Tổ phó an ninh nó ngồi kế bên kìa. Đâu, đọc nó nè. Đó. Thằng này á. Đúng rồi. Mà hai đá, hai đá. Ừ, nó đó. Dì Năm mà dì Năm. Nó ngồi với ai mà đông quá, lố nhố quá trời gì Năm. Ai đâu đông, có mình nó chứ ai. Ôi, con nhìn nhiều quá, quá trời luôn. Một chỗ lố nhố quá trời luôn, nhiều quá mà. Thôi, ơi, sao dạ. Quá rồi, thôi ngồi đây đi, rồi tao lấy rượu ra cho bay nha. Nhiều lắm mà. Ê, Thấm Hợp. Gì? Hình như là có trưởng ấp đó đó. Trưởng ấp, đúng rồi, đúng rồi, có trưởng ấp. Ấp thì kệ ấp chứ. Bộ tao sợ sao? Tao có tiền là tao uống chứ. Đúng rồi. Bây giờ có ba đá tới đây là tao cũng chấp luôn. Đúng rồi. Còn người bán rượu thì còn người uống rượu. Đúng, đúng vậy. Uống trả tiền không nợ ai hết cả. Vô bạn. Nãy mà anh nói thằng này thằng nọ là mấy anh xỏ xiên ai á. Trời ơi. Yêu ai là thằng này thằng nọ đó. Rượu vào lời ra thôi, chứ nói xiên nói sổ ai đâu. Bây giờ nè, mày nhắc ghế mày gọi tụi tao mày uống. Giờ mày mời mấy anh em ở phía sau vậy đó, đi vô ngồi sau, uống luôn, đó. Có kỳ cột không à anh em nào? Trời, vậy là mấy cha này xỉn dữ lắm luôn rồi nè. Cái gì? Mày nghĩ tao xỉn nè. Tao quá. Tao xỉn hả? Thiệt mày tao rớt xuống sình, tao còn bò lên tao uống được. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái thành tích của anh mà cả ấp này ai là không biết. Trời ơi, anh rớt xuống sình thành ra anh mới có tên là Sáu Sình chứ còn gì nữa. Hay quá trời luôn mà. Mà tôi nói anh nghe. Kỳ này á nha, mà anh rớt xuống sình nữa, anh rớt xuống sông mới đã. Anh rớt xuống sông anh uống còn bạo hơn nữa à. Mày nói rớt xuống sình á tao còn bò lên uống được, chứ còn rớt xuống sông lo lội vô phí màu uống gì nữa uống. Trời ơi, mà anh xỉn vậy là sao lội nổi. Rồi cái uống quá trời uống luôn. Xong cái mấy ngày sau phải nổi lên đem chôn luôn. Ý nó nói mày là làm bạn với Hà Bá đó. Ờ rồi. Nhưng mà nói chung là tôi nhắc nhở với anh nha. Đừng có mà uống rượu quá đó. Khi mà uống quá rồi bắt đầu là mất hết nhân tính rồi. Quậy rồi sai xỉn rồi gây lộn là không có được đâu nha. Ê tao quê rồi nghe hai đá. Ừ, đá mập nói đá mập. Mày nên nhớ là mày là thằng em út. Nhỏ tuổi hơn tụi tao. Đúng. Mày tính lên mặt mày dạy đời hả mày? Mày dạy đời tao dạy đời mày. Ok đó luôn. Tao dạy đời tao mày đọc đọc đọc. Mấy anh bình tĩnh nè, mấy anh bình tĩnh. Quánh á. Tôi nói rõ lại nè. Tôi chỉ nhắc nhở với anh thôi chứ tôi đâu dám dạy đời với anh. Mà mấy anh suy nghĩ kỹ đi. Rượu vô một cái là mất hết nhân tính liền. Anh em mà nó còn hành hung nhau mà huống gì mấy anh là bạn bè. Ê nè. Đó, mày nói chuyện tiếp đó đi. Bây giờ tao mới nói chuyện với mày nghe nè. Hả? Mày còn nhỏ lắm. Ừ. Anh em tụi tao là lớn hết rồi. Đó. Ai cũng có vợ có con hết rồi. À, mày biết hôm nay niềm vui tụi tao ngồi nhậu đây là gì không? Là vì tụi tao vui vợ vắng nhà. Đúng vậy. Mấy anh vui vợ vắng nhà hả? Ừ. Đúng. Nè, anh kiếm được vợ con anh chưa mà anh ngồi đây anh nhậu vậy? Đó mà, ngồi đây. Được. Mày rồi. Đó. Trong khi anh lên trên ấp anh báo là vợ con anh mất tích. Rồi ông trưởng ấp, rồi tôi là an ninh nè, rồi anh em du kích tủa ra đi kiếm vợ con anh. Mà anh vô đây anh ngồi nhậu là anh nhậu sao? Tao cũng đi kiếm chứ bộ. Mày tưởng tao không kiếm à? Ừ. Thì tao kiếm tao mệt thì tao phải cho tao nghỉ ngơi, tao giải khát với mấy chiến hữu chứ. Dạ, hay. Xong rồi tao sẽ đi kiếm nữa. Rồi giờ anh xỉn quá là sao anh đi kiếm được? Không xỉn thì tao đi ngủ. Trời ơi. Ngủ cho nó có sức khỏe mình mới đi kiếm tiếp. Chiến đấu tiếp. Hết nói lỗi anh luôn á. Mai là gia đình anh xào xáo nhưng mà còn hơi sức đầy nhậu nữa. Còn anh á, anh vui quá phải không? Ừ. Vui là tại vì không có vợ anh ngồi đây phải không? Đúng rồi. Hay quá. Trời ơi, nhưng mà bây giờ tao có niềm vui mới đó mày ơi. Xin giới thiệu cho mày. Trẻ lắm. Thấy không? Đẹp. Dễ thương. Niềm vui mới của tao đó. Thấy không? Trời. Anh tả mà năm hú à. Không phải. Trời ơi, từ sao bà nắm hú với ai hồi đâu? Nãy là em Ngọc đứng mà, tao nhớ em Ngọc, niềm vui mới chắc là anh xỉn quá rồi, anh nhìn lộn người rồi đó. Không, em Ngọc. Nhưng mà bây giờ nhìn nó nói mày nghe nè.
Mày không biết uống á thì mày đi chỗ khác đi. Đúng rồi, đúng rồi. Mày ở đây cho anh em tụi tao uống, tụi tao đang vui mà. Tụi mày đi đi thì mày đi à, tụi tao đi. Để tụi tao uống, đừng có đứng đây quậy quạo đây. Thôi rồi. Mấy anh muốn tôi đi không? Anh muốn tôi đi không? Được, tôi đi. Để tôi đi kiếm thêm cho anh có niềm vui để anh trọn vẹn nha. Yên tâm chờ. Cái thằng này dễ thương quá, đuổi cái nó đi à. Thôi anh em mình vô đó. Vô. Vô. Ê ê. Im lặng, im lặng. Người đẹp xuất hiện. Để chờ người đẹp tới, người đẹp tới ha, người đẹp tới. Người đẹp tới. À, xin lỗi để mấy anh chờ lâu, thông cảm nha. Wow. Mời em ngồi. Mấy anh nói cùng lúc nghe hay quá. À, giống như người ta hát bè á. Vậy chắc anh nào cũng giỏi ca hát hết hả? Ờ, tụi anh là nghệ sĩ Việt Dương mà em. À. Hoạt động văn hóa văn nghệ không à. Thằng này là cải lương tài tử Nam Bộ à. Thằng này là hát bậu nè. Còn thằng này là chèo cổ Bắc Phần. Gọt lại. Trời ơi, hân hạnh quá. À, em nghe gì em nói á, mấy anh đây anh nào cũng vui vẻ. À. Ừ. Có tánh sòng phẳng. Đừng ăn vậy. Uống trả tiền đàng hoàng chứ không có thiếu chịu. Yên tâm, yên tâm, em Ngọc yên tâm. Nếu lỡ thiếu quá anh về nhà xúc lúa đem tới đây trả. Mà không có lúa thì bắt gà bắt vịt tới đây gửi cho em nha. Xong hết, xong hết. Mẹ nói đùa có duyên quá. Trời ơi, tụi nói thiệt em ơi. Chứ em không ăn uống thiếu tiền đem gà vịt để thế chấp không à. Chỉ có mình ăn nè là ăn uống trả tiền sòng phẳng. Thấy không? Tiền dư thối lệ còn không lấy để lại luôn. Đã. Tao cho mày hay nghe mày. Mày làm cái này. Mày đừng có lợi dụng có người đẹp ở đây là mày nhục mạ anh em tao nghe. Đúng rồi đó. Bây giờ mày muốn chơi phải không? Nè em Ngọc coi nè. Không phải muốn của Tăng Mập chơi mà có bảy đơ này chơi luôn à. Chơi mày bên mày à con ơi. Mày muốn gì mày? Chơi nè. Mày thiệt là. Thôi mà. Trời ơi sao em vịn hai thằng đó em không vịn anh. Vịn anh có một cái cho anh ngồi xuống. Đó, tự nhiên ngồi. Thấy không? Như là bích đựng vậy đó. Em Ngọc. Em Ngọc về đây là em Ngọc ở luôn phải không? À, mấy anh có cho em ở không? Wow. Có chứ. Mẹ nữa. Vậy mấy anh ủng hộ quán gì em nghe? Được. Anh nói là không có ngày nào anh không có mặt ở quán hết. À. Còn anh á, từ sáng sớm đã có mặt rồi. Còn anh khỏi tới luôn mắt công. Đóng cọc cái chỗ này luôn. Trời ơi. Nó nói giỡn em ơi, thằng Bảy Đơ là vợ nó ghen cãi trời. Còn Tắp Mập có ngày nó gây lộn vợ nó 80 lần. Nó còn thời gian nữa đâu mà nó đóng cọc. Chỉ có mình anh là khỏe re. Ý mày nói cái gì mày cũng hơn tao phải không? À. Bởi vậy tuổi tác nó cũng hơn anh. Đấy không? Nó có cháu ngoại rồi đó em. Mà không phải một cháu đâu, hai cháu lận. Kệ nó, có cháu ngoại mà tiền có nhiều hơn nữa không được bay. Phải không? Già dạ, nhưng mà đẹp lão được không? Nè, thấy không? Trời ơi, đẹp lão rồi. Mày dòm lại cái khuôn mặt hoàng hôn của mày đi. Em dòm cái vợ nó mồ hôi dầu không mà con rùi đậu lên còn té mà đòi đẹp lão. Sướng, sướng. Sướng gì em cút. Không đặt cái em cút. Rồi cái này anh. Tụi bay đúng lại là. Lá cái gì? Lá cái gì? Lá cái gì? Là bạn thân phải không? Em Ngọc. Nãy em Ngọc ngồi xuống đó. Mấy anh nào cũng vui à, anh nào em cũng thích hết á. Ủa mấy anh ăn đi chứ. Em làm cho mấy anh ăn đó. Ăn thử coi tại nấu nướng của em có ngon không. Ăn chứ. Ý tôi khách à, em xin phép chút nha. Ờ ăn đi. Ăn cho nàng vui. Gì? Ở đây có gì em? Dạ, có đất, rùa, ớt, rắn, nhái, rồi gẩu cá, chuột nước nữa. Không, ý của anh hỏi là có cái gì để uống á? Uống, dạ, có rượu đế.
rồi chỉ có một món đồ đế thôi đó hả? Dạ. Có nước ngọt không? Dạ không, đây là nước ngọt anh. Bia? Cũng không luôn. Không có bia luôn? Dạ. Anh nhìn thấy em không phải người ở đây, Sài Gòn mới xuống phải không? Dạ. Anh cũng ở thành phố mới xuống phải không? Ừ, anh mới xuống. Em sao? Bây giờ tính xuống đây rồi phụ gia đình buôn bán ở dưới đây luôn rồi mở quán nhậu vậy đó hả? Dạ đâu có, em nghỉ hè rồi về thăm dì em, rồi lương tiện phụ dì em buôn bán rồi nè. Chà, không có cái gì uống hết rồi, bây giờ thôi bây giờ cho anh đi trà đá đi ha. Ở đây đâu có đá đâu anh. Không có đá luôn? Dạ. Vậy thì thôi cho anh bình trà nóng đi. Dạ, ha. Dạ, dạ. À, với sẵn cho anh hai chiếc nem nữa. Dạ rồi, anh đợi em chút nha. Rồi, bây giờ tao lắc nha. Tao lắc cái này, tao chỉ cho thằng nào thằng đó uống nha. Dạ, dạ, dạ. Em Ngọc có chứng tỏ cho bạn bè anh biết là em thương anh đi. À, hôn anh cái nào đó. Chứng tỏ là đưa mặt đây, đưa mặt đây. Trời ơi, em hôn gì đâu mà chứng tỏ vậy. Trời ơi, trời ơi. Cái đó là giả vô mặt mày nghe. Tại sao vô cái nhậu mà. Giả vô cái để tao mà. Trời ơi, 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 con cọp nhà bảy đư, vợ bảy đư. Mấy thằng quỷ vậy à? Vợ bảy đư. Tụi bay là một cái lũ dê sờn phải không? Bà nó hú đâu ra đi tụi biểu, bà nó hú đâu? Bày lại đi. Sao? Bây giờ bà bày ra mấy cái rượu, cái vụ này bà nhậu nhẹt gì rồi gái ghét rồi nữa phải không? Gái ghét nhỏ nào đâu. Đâu gái ghét nhỏ thôi mày, phụ nữ miệng
mày giữ yên như bả mày chịu nổi không? Tao bị mày giữ yên là giữ yên thằng này nè. Lộn xộn quá đi, hồn ngào quá đi. Tao kêu im lặng. Ủa Tám Mập đâu rồi? Tám Mập đâu? Tám đây. Trời ơi, mày định hành hung người thi hành công vụ hay không? Qua bên kia mà. Xỉu trường mày bên kia kìa. Xỉu quá. Mày làm gì? Mày định thủ sao phải không? Đâu có đâu, hồi nãy giữ nguyên hiện trường là gì nè. Gì hả? Tao tưởng mày thủ tao. Im lặng đi. Ồn ào quá. Tám Mập, mày quá lắm rồi. Mày biết là mày bậy lắm không Tám Mập? Trời ơi là trời, mày qua mày báo với tao là vợ con mày mất tích. Tao túi đi tìm, ấp phó cũng đi tìm, du kích trong ấp cũng đi tìm, rồi an ninh ấp cũng đi tìm nữa. Mọi người nháo nhào đi tìm vợ con mày. Bây giờ trời ơi, nỡ lòng nào mày ở đây? Ở đây mày được cái gì hả Tám Mập? Dạ được nó nhiều lắm, có chiến hữu nó đông nó vui. Dạ vui lắm. Vui lắm ha. Nhậu nhẹt ba cái này mày vui lắm ha. Mày được cái nhỏ nhoi này mày biết là mày mất cái lớn lắm không? Dạ đâu có mất cái gì đâu chú Tư. Mày mất cái lớn lắm mày không biết hả? Ủa mất cái gì chú Tư? Vợ mày mất rồi, con mày mất rồi. Thì vợ tao mất. Vợ con mất tức là nó chết hả chú Tư? Trời ơi Cao Đình ơi, trời ơi lo trọng việc để vợ tao nó chết. Bà con ơi, vợ tôi nó chết rồi. Em ơi vợ... Mệt quá, bây giờ tôi không có nói lòng vòng gì nữa, mệt quá đây. Nghĩ ông xử cái vụ này đi. Được rồi, im lặng. Tất cả đừng có làm rối tung với mụ lên. Tôi thấy tình trạng này không có được rồi, bắt buộc tôi mở một phiên tòa khẩn cấp mới được. Hay đó. Dạ. Giải tất cả về công đường. Dạ, tất cả về công đường. Chú Tư, công đường là ở đâu? Nhà tao chứ đâu. Dạ. Về công đường tức là nhà chú Tư. Dạ. Đi. Thượng đại. Trời ơi. Dầu sôi lửa. Bà con im lặng chờ chút xíu đi. Chậm tuồn lâu vậy. Thì để tôi kêu ra liền, đợi chờ chút xíu thôi. Rồi á, chú Tư ra tới. Dạ bà chú Tư. Hồi nãy chú Tư nói là vợ con nó mất. Thì chú Tư phải cho con biết rằng đau. Tao chưa cho mày nói mà. Nhưng mà cái chuyện nó chết, nó cái hệ tổng gia đình ly tán mà chú nói lần sau. Thằng Tám Mập, hụt. Mày, tao chưa cho phép mày nói, mày trở về chỗ cũ. Dạ. Nói kìa. Dạ bẩm chú Tư, bây giờ chú Tư phải cho con biết là nó chết cái chỗ nào. Bà con thấy không? Để cho tao biết, để tao liệu chứ. Ê, mày, ồn ào quá, tôi muốn xử đâu. Bà con chặt tự cái nói dẫn rồi kìa. Đi yên từ từ nó mới xử chứ. Mày kêu ai nói? Dạ không có, Tám Mập. Chú Tư bình tĩnh đi, rồi từ từ rồi mình giải quyết. Chứ mày coi ồn với cái chợ sao tao xử được? Từ từ chú Tư. Đúng rồi đó, ồn ào quá không cho ai ngủ á. Nóng liền. Trời ơi, thằng Mỹ đâu? Sao mày? Ai chửi mày nằm đó? Đâu nó ra? Cha ơi. Trời ơi, ông chửi kìa. Cái gì? Trời ơi, nói là can phạm mày cho nó ngành nằm đó hả? Dạ, tại nó xỉn quá chứ từ. Đi ăn kia ngồi giọng ơi. Tôi chửi vậy đó. Ở đây có chiếu là ngủ cũng được đó. Trời ơi, thằng Mỹ đâu? Thấy đâu giờ đó? Ngồi dậy. Con vợ. Vợ Mỹ đâu? Mày đỡ lên, đỡ chồng mày lên được không? Nó lên đi. Nằm ngoài cho ta xử kìa. Im lặng. Nghe bản chức khoáng thượng. Tám Mập. Dạ. Mày tên gì? Dạ con tên đó đó. Mày biết tội mày chưa? Dạ con biết rồi chú Tư. Con xin hứa với tôi chú Tư là từ đài sắp tới là con không có nhậu nhẹt bê tha nữa. Con sẽ ở nhà, con lo lắng cho vợ con không có bỏ bê tụi nó nữa. Bây giờ biết thương vợ thương con hả? Sao cái hồn mày nó khuyên lơn mày không nghe lời nó hả? Rồi mày đi nhậu suốt ngày suốt đêm. Có thằng chồng như mày á, thà chết sướng hơn. Cho nên tao nói vợ mày mất rồi, con mày mất rồi. Có nghĩa là vợ con mày nó bỏ mày đâu. Nó bỏ? Vậy là nó còn sống hả chú Tư? Chết hồi nào mà chết? Trời ơi, nó còn sống thì nó ở đâu chú Tư? Ở nhà má vợ mày chứ đâu. Thiệt không? Nó láo con mày. Trời chứ nó hỏi hoài. Dạ thôi giờ con cũng cảm ơn chú Tư. Xin phép chú Tư để con đi, con rước nó về. Mày đâu? Dạ thì con đi rước vợ với con về. Trời ơi, mày rước vợ con mày. Dạ. Mày có mấy đứa con? Dạ 5 đứa. Thì bây giờ rước một vợ. Mày mất 4 đây mấy đứa? Mất một con đứa. Ha. Trần Hiếu. Mày quên rồi. Báo án nữa. Báo án. Trần Hiếu bị bắt cóc. Chú Tư ơi,
quê ơi, đúng rồi. Mày nói nữa tao gõ mày cái bây giờ. Trời ơi, mày không nhớ gì hết trơn sao? Hả? Bữa mày tới nhà tao nè, mày nhớ không? À, hồi sáng con nhớ rồi. Nửa lít với lại nửa con lóc. Tới đây cái nhắc tới nhậu thì mày nhớ liền. Dạ, trời, con gỡ chú Tư mà, trời, chú Tư mà. Vô phước có thằng cha như mày á. Con là im được rồi. Đưa nhỏ ra đây. Được rồi, mừng quá. Gia đình đoàn cũng là tôi vui rồi. Một vợ năm cô. Ồ, mày đâu có nhớ gì đâu. Con cái nó bỏ bên. Dạ, là con biết lỗi con mà. Con là con. Tổ cảm cho con. Đó, con. Tổ nghiệp không? Cái gì con? Ờ, con. Trời ơi. Hài Nhi. Trời ơi, ông Tư bỏ đói con. Hiền Chi ôm quá trời. Tao đập mày chết. Trời ơi trời. Bà con hàng xóm này thương con mày còn hơn cả mày nữa. Dạ. Mày dám nói gì hả? Dạ thôi. Con bây giờ ba sẽ bế con đi tìm má nha con. Ôi xin phép ông Tư nha, con cảm ơn ông Tư nhiều lắm. Con đi. Đi đâu? Dạ. Mày đi đâu? Dạ đủ rồi, một vợ năm con. Chuyện nhà mày thì đủ rồi, nhưng mà ở đây chưa đủ. Mày thôi lại để tao phán xét cái vụ mà quậy phá nhậu nhẹt tại quán bà Năm Hú nè. À, đó đúng rồi đó. Bây giờ xử cái vụ đó đi. Xử đi ông Tư. Ngồi xuống. Đó. Hồi nãy ở quán ông Tư đã thấy đã biết hết trơn hết trọi rồi đó. Tôi đề nghị ông Tư phải là xử cái vụ này cho mà thẳng tay. Theo thím thì xử làm sao? Tôi nghe nói hồi xưa pháp luật nghiêm minh lắm. Hễ có công á thì người ta thưởng, mà có tội thì trừng. Ăn cắp thì chặt tay phải ông Tư. Ừ. Còn mà giết người thì phải đền mạng. Còn cái kiểu mà mê sắc mà nữ gái như thế này, mấy cha đàn ông này nè là phải triệt hết ông Tư. Triệt là triệt thì sao? Là cắt anh Tư. Cái gì cắt tôi? Tôi làm gì cắt tôi? Thì tôi nói mấy cái thằng dê này đây nè. Cắt đi ông Tư. Ừ, cắt nó đi. Phản đối. Nói mày. Cái vụ mà cắt với triệt ở đây là nó dã man lắm. Nó tàn ác lắm, không thể áp dụng được trong này được. Tôi không đồng ý nữa. Có triệt đó là triệt chồng của cô kìa, biết tôi làm gì đâu mà tụi tôi có làm gì đâu. Đừng có giỡn nha mấy cha. Cái vụ đó là tôi cử lắm á nha. Tôi coi thầy bói rồi đó, tao nói tôi còn sản xuất được á. Sản không? Sản cho hồi là sản không? Vợ bảy đâu? Mày định gọi là phá rối công đường hả? Im lặng! Nghe bổn phủ phán xử. À, bổn ấp mời Triển Chiêu bí kiếp. Ở gì vậy? Triển Chiêu là ai chú Tư? Con. Dạ, con nói đi. Chú Tư ơi, con tên là Vinh, đâu phải là Triển Chiêu gì đâu. Còn chú Tư á là trưởng ấp, chứ đâu phải là bao công đâu, biết gì đâu. Thì tại tôi mê ra bao công. Làm vậy cho nó quá. Trưởng ấp. À, được rồi. Bây giờ bổn ấp bắt đầu phán xử. Mời kỹ sư Vinh có ý kiến. Mày muốn nói gì đó? Bởi vì cái phiên tòa là chỉ có luật sư chứ không bao giờ có kỹ sư ở đây. Đúng rồi. Nhưng mà nó là kỹ sư, miễn có sư là được rồi. Mày có sư không? Dạ có. Mày sư gì? À, đây sư phụ. Tao phụ cho mày một cái bây giờ. Thằng này nó khá không à? Không. Mày im lặng. Đứa nào ồn ào nữa tao coi như đứa đó có tội nghe chưa? Mời kỹ sư Vinh là cháu tôi, người có ăn học ở thành phố về, cũng là dân của ấp này, có ý kiến? Dạ, kính thưa bà con cô bác. Khoan, đợi nó gõ mới nói. Tao đồng nín. Tao bỏ rồi. Dạ, rồi. Chú bỏ rồi con. Dạ, con nói. Dạ, kính thưa bà con cô bác, tôi tên là Vinh, là cháu ruột của chú Tư ở đây. Tôi cũng là người dùng này. Tôi được sinh ra rồi lớn lên cũng ở đây, sau này được lên Sài Gòn ăn học. Kính thưa bà con cô bác, cái sự việc ở quán bà Năm Hú á, tôi đã được chứng kiến từ đầu, thành ra xin mạn phép bà con cô bác cho tôi có một số ý kiến như thế này. Người ăn học có chuyện nghe có khác ha, bà mập ha. Im lặng mấy đứa kia, không được ồn ào. Con nói tiếp đi nha. Dạ thưa. Ủa, chú gõ ai vậy chú? À không, cái này là chú gọi cho con nói. Dạ, con nói tiếp. Dạ, con nói tiếp ha. Dạ, kính thưa bà con cô bác, tôi thấy cái gốc của cái sự việc này chính là do rượu mà ra. Đúng, tôi công nhận rượu làm cho người ta hưng phấn thêm, nhưng nếu chúng ta say sưa quá đà thì sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ là nô lệ của rượu. Bà con thấy đó,
bao nhiêu gia đình tan nát cũng vì rượu. Rồi đa số những vụ án nghiêm trọng cũng một phần liên quan đến rượu và từ rượu mà ra. Nè anh sư gì đó ơi, tôi hỏi anh nha, có biết uống rượu không mà nói dữ vậy? Trời ơi, chuyện đại hiệp uống ve luôn, hồi sáng ngồi với tôi mà. À, thì tất nhiên là tôi cũng có uống chút chút, nhưng chưa bao giờ tôi say sưa quá đà dẫn đến tình trạng là mất tư cách hết. À, nhưng mà tụi tôi nhậu không có làm đâu mất tư cách. Đúng rồi, đúng rồi. Anh còn dám nói nè, tôi đã chứng kiến từ đời đến đuôi tại quán chị Năm Hú nè. Các anh á, khi mà rượu vô rồi đó, thấy cô Ngọc mắt người nào người ấy sáng rỡ lên hết, tay chân quờ quạng, lời nói hết sức là lung tung, đúng không? Mắt lên. Mà nhất là cái anh Tắm, Tắm Bọc đây nè. Không gì tôi nữa. Khi mà anh uống rượu á, lúc mà anh say xỉn lên á, anh không còn thấy đường, anh không còn biết là ai nữa. Anh đã ôm chị vợ của anh Bảy Đơ, đúng không? Tại vì hai đứa nó bận áo màu tối, nó tiệp màu. Thôi đừng có đối thừa ông ơi. Còn anh Bảy Đơ nữa, lúc mà anh uống rượu xỉn á, anh thấy cô Ngọc, anh đã buông lời sàm sỡ chọc ghẹo cô Ngọc, đúng không? Đó đó, cái vụ này là con làm chứng nè, có sách bách có chứng luôn, con có ghi sổ đây nè. Cái anh Bảy Đơ này là anh nhậu xỉn vô, con với lại con nhắc nhở ảnh đó, mà ảnh còn đuổi con đi nữa, ảnh không nghe lời mà đuổi con đi, rồi ảnh nói là để cho ảnh có niềm vui trọn vẹn đó, thành ra con mới đi mời vợ anh Bảy Đơ tới cho ảnh được trọn vẹn niềm vui đó. Trọn vẹn cái niềm vui, trọn vẹn cái niềm vui. Trời ơi, tôi rất rớt vợ con. Vợ Mỹ Đâu? Nhà con lo. Vợ Mỹ Đâu? Trọn vẹn. Vợ Mỹ Đâu? Dạ. Tao gõ lần thứ mấy rồi mày? Con tức quá, từ cho con nói. Nói cái gì? Tao chưa cho phép không được nói. Ồn nào là mất được tự công ở nơi chốn công đường à. Im lặng đi. Bây giờ bổn chức bắt đầu kháng xử. Mời nhân chứng Ngọc đăng đường. Nhân chứng Ngọc. Quá đẹp luôn. Dạ, con chào. Bao đại nhân. Bao đại nhân. Bao Tư, Bao Tư. Dạ, dạ con chào chú Bao Tư. Bao Tư xuống rằng. Cho phép an tọa. Dạ. Ê, con hết chỗ mày ngồi, mày lại ngay chồng tao mày ngồi mày hả? Vợ bị đâu? Mày phá được hả? Nhân chứng Ngọc. Dạ. Trước công đường hãy khai rõ sự thật. Vụ việc mà nhậu nhẹt rồi chọc ghẹo quậy phá trong quán mà Năm Hú, có sao nói vậy? Dạ. Dạ thưa chú Bao Tư, con ở thành phố về. Dạ nhân dịp nghỉ hè con về thăm dì con, rồi phụ dì con buôn bán. Chứ con đâu có làm gì mà trụy lạc đâu chú. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, thôi, trời ơi, cái gì mà nó nhậu
dữ vậy? Không, con ghi tổng số tiền là bao nhiêu? Nhậu gì dữ vậy? Cái này là 420 ngàn đó. Trời, 420 ngàn. Quá rồi, ăn nhậu gì mà dữ vậy? Đúng không thằng Sáu Sinh? Dạ, cái này là chầu này là tụi nó mời ông trưởng ấp ơi. Mà quy luật thằng nào mời nó trả tiền. Không, đúng rồi, đúng. Ông trưởng ấp cũng đi chơi. Ông trưởng ấp cũng công nhận điều đó phải không? Ai mời là trả tiền, đúng không? Rồi. Tao đi chơi được người ta mời không mà. Không bao giờ tao ngu tao mời ai hết trơn. Trời ơi, 420 ngàn. Tụi bay có biết là bao nhiêu giả lúa không? Không biết. Cá mập, dạ. Mày tính sao? Con có ý kiến nè. Bởi vì nguyên do là do cái thằng bãi đơn này là nó mời con đi. Trời, thằng này mới ăn theo, dạ, cho nên cái phần trời chịu nhiều nhất là nó phải chịu, dạ. Nó phải chịu, dạ. Đó. Nhưng đúng mà rồi. Thôi, bây giờ đó, vì cái nghĩa kim bằng, dạ. Con cũng đồng ý, con chịu một phần gọi là đóng góp trách nhiệm ở trong này. À đúng, đó. Phải như vậy chứ, dạ. Hả? Dạ. Có ăn cùng nhau ăn thì phải cùng nhau mà chịu chứ, dạ. Được, mày định đóng góp bao nhiêu? 10 ngàn. Đúng. Dạ, tôi cũng đóng góp thêm 10 ngàn nữa. Đúng luôn. Có không ra chưa? À, không được, ông trưởng ấp ơi. Cô phản đối em. Bậy đâu, mày phản đối cái gì nữa? Hả? Nó cùng chịu chung với mày, nó cùng hùng để mà đền, thì mày cùng phản đối gì nữa? Tôi phản đối mà. Tao thấy vậy là công bằng đâu. Không có công bằng đâu. 420 ngàn, tụi nó mỗi đứa đóng có 10 ngàn. Tôi 400 ngàn là không có đâu. Thì bây giờ mày muốn sao? Chia đều. Đúng rồi đó Tiết. Phải chia đều cho ba người đó Tiết. Chứ gì nữa? 420 ngàn chia đều cho ba thằng, vậy chi mỗi thằng phải trả là bao nhiêu con? 140 ngàn mỗi người. 140 ngàn mỗi thằng. Phản đối gì nữa? 140 ngàn là con không đồng ý. Đúng rồi, bởi đúng vì rồi. Vô quán á, nó ăn nhiều hơn con, mà thậm chí là nó còn nhó ngó, nó nhìn hơn nhiều hơn con, mà nó uống nhiều hơn nữa. Im đi mày ngu ráng chịu. Ai biểu cùng ăn cùng nhậu với nhau, nó ngó sao bay không ngó, nó ăn sao bay không ăn. Nói với ai nữa? Bị đơn, đứng lên, biểu. Ai cho phép đứng vậy? Làm gì chú Tư? Hồi nãy giờ ông nghe không? Xử ở đây nè, tội nặng nhất của mình ông à. Ăn cũng nhiều, nhậu cũng nhiều. Rồi trời đất ơi, còn dính cũng nhiều nữa. Tôi hiểu mà. Ông về ông lấy bây giờ lúa giống ông bán đi, trả tiền cho mẹ. Còn ba đứa con lại ráng mà nuôi nó đi. Trời ơi. Giờ bây đâu? Tôi muốn chết cho vô một lần. Giờ bây đâu? Căn cứ theo pháp luật hiện hành đó thì cũng có đó, nhưng mà con thấy là vẫn chưa có rõ ràng lắm. Nếu như mà chúng ta cứng rắn quá thì có thể là sẽ dẫn đến là cái chuyện là đi sai luật, mà nếu mà dễ dàng quá thì tệ nạn sẽ phát triển lên, rồi nghèo đói lạc hậu sẽ không bao giờ khắc phục được đâu. Chú Tư nghe con nói không? Chú Tư nghe sao không nghe? Ôi trời, tôi nhức đầu quá. Trời ơi, cũng ba cái vụ nhậu nhẹt còn đánh lộn đánh lạo gây mất đoàn kết, rồi xào xáo trong xóm ấp với nhau, rồi không có trách gì với vợ con nữa. Trời ơi, thôi vụ này tao xử không nổi đâu. Chắc tao phải trình lên trên tìm cách giải quyết quá. Thôi, với tao đây là tội danh khó xử rồi. Ôi, chuyện bãi đường. Ủa, Tiết, bãi lâu rồi mà. Vậy à?